Anh hình như là anh biết ông Lâm Trường Vinh. Ông Lâm Trường Vinh là ra đây phải không? Dạ dạ có. Là bà con là sao? Cũng bỏ Lâm rứ, cũng tập họ rứ. Dạ dạ Lý chứ, Trần. chứ không phải là trong Dạ, hệ gia tộc. cái hệ của tía ở nhà là nó cái âm mà Lâm Quang á là coi cỡ 14 15 là coi Việt Nam rồi. Còn nội em là Lâm ấy, ấy thì cỡ 18 19 là qua Việt Nam. Anh hiểu chưa? Thế kỷ. Dạ thế kỷ 18 rồi đó. Là ông mà Lâm mà Đà Lạt đó, nó qua thời tiền Lê cả. Đúng, hậu lê. Hậu lê gì đó, để ấy đó. Ừ. Còn cái này là mới thời xứ Pháp nữa. Thì anh cũng nói tiếng giống Đà Nẵng rồi. Hồi xưa em học ở Đà Nẵng. Chưa qua. Chưa việc học biết đọc biết viết mấy. Bốn người ấy mất rồi. Em học miết tới năm 75 tới 79 bây giờ cũng tự học. Em đi dịch đình chùa miếu giỏ bia mộ cho bà con ở quê đó. Mà tới đâu bây giờ có chữ lái rồi, cái lớp già cháy rồi. Rồi có vô trần bất chợt lắm. Bia mộ đình chùa liễn đấu rồi đó, rồi đi viết đi dịch cho họ. Giỏi vậy luôn. Dạ. Quý quá. Giúp người ta cái bình bí mình học và mình giúp người ta thì cái học của mình nó đâu được, có gì đâu. Vinh ánh mắt rồi. Biết ông Văn là Lâm Trường Vinh bắt không? Dạ, có khi anh thấy mặt là anh nhớ. Không, ông Lâm Trường Vinh ông qua đời rồi. Dạ. Lúc ông ra đây là ông còn sao? Không, ý là năm đó là ông ra đây nè, ông mới mời anh vô trong đó. Dạ đúng vậy. Đúng không? Đúng vậy. Ừ. Mà hầu là biết ông ở chỗ nào? Dạ là cũng hình như gì đó. Ở trên chỗ Đà Lộc á hả? Ừ. Nhớ mà mãi rứa. Đúng rồi, về ông Giang Văn. Ông về với chỗ Đình. Tức là ông ra đó ông dẫn về chỗ Tên Thảo phải không? Dạ, dạ. Nhưng mà trước đó làm sao ông biết mình đây? Thì cũng coi sách đồ báo rồi. À, đó hả? Dạ. À, dạ. Quý ơi. Dạ. Đẹp quá. Rồi bây giờ... Cái này là... Rồi. Này giống như sân hô á. Sân hô ở Hoàng Sa anh vậy. Đúng rồi, mình về mình cắt chứ đâu có để vậy. Quay thì mình cứ lấy đủ. Bà chẳng cẩn thận. Rồi. Cái nhà nó làm mất 2 năm. 2 năm cái cành này ông anh vẽ đó, ông anh ở Mỹ vẽ đi gì vậy đó. Từ vẽ của sĩ xóm rồi. Ba chữ đó gì anh? Dạ Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang. Ông anh nữa, ông anh vẽ đó. Cái này cái mảnh vỡ của gốm sứ Vân Tàu anh chị. Gom vậy hết khi nó đổ xuống đó thì nó dính cục cục vậy. Anh đi sưu tầm người đó. Quay từ thật lắm. Điện quay cho số 7 giờ rồi em điện phải không? Phải không? Cái này cái lầu thu kèo đó. Cái kèo kèo nhà mà nó đẹp quá để chụp đó. Cái kèo đó chị. Dạ, cái dạ. Nhà này em biết cái kèo giống như cái này rước đó dạ. Một cái loại cái này đẹp kiến trúc đẹp quá. Anh chưa thấy gì vừa đầu á xuống cây cấu rồi nó ngã. Nhưng mà mấy cái đồ quen nó ngã cho nó dễ thở bài lắm. Ồ dạ, dạ. mấy cái bình sứ nữa. Cây cấu trồng gần cây nó sạch.
những cái chi tiết này là hay lắm á. Cái này phục vụ cho học sinh nghiên cứu và phục vụ cho các thầy các trường đại học tới nghiên cứu. Những mảnh vỡ cây gốm thương mại dọc miền Trung đây của Việt Nam. Dạ, nó hay hai cái chỗ đó. Chỗ khác thì có thể nó có, nhưng nó được nhiều tập trung và nó không đa dạng. Giống như anh giống như là nhà thảo cổ vậy đó. Vâng. Rồi người ta không cho mình đi dạy được. Có tiền gì không? Dạ không có, nhưng cho làm xã đó thôi chứ chị bác chị đâu. Ở Nhật năm có thi hai chuyến học sinh tiên qua nghiên cứu. Hồi xưa các thầy dạy rồi bây giờ gì dạy cho các em. Và ở những mảnh gốm đó bên Nhật trường học đã lên 3D hết rồi. Nó có ký hiệu dạy cho học sinh, ví dụ thùng số máy, ký hiệu gì là gốm gì là bên Nhật người ta có rồi. Rồi theo dạy học sinh xong rồi đó là cuối khóa đó, dẫn qua đây coi thực tế. Thì cũng vui chơi đam mê sưu tầm bên Nhật qua cũng phục vụ cho nghiên cứu đó thôi chứ đâu có bán đâu có mua đâu có lấy được sử dụng. Đẹp quá, ủng hộ nó đẹp quá anh, ủng hộ nó sắc sảo luôn. Cái đó cũng khác. Anh Hùng Tư Ngộ. Anh Hùng Tư Ngộ ai chú được không? Mặt có hay là nó bị dạ, hình như nó có màu quá. Nó có màu. Xuống đi con. Xuống được không? Ôi, chàng, là anh khoan để anh Lâm Vũ Sinh có cái lời nào nhắn nhủ với quan khách có dịp tham quan thì anh thì cũng có gì thì cũng đam mê giữ những cái hiện vật đó thôi, hy vọng có dịp nào anh em qua ghé thăm chơi con à, địa chỉ mình ở đây là thị trấn Châu Ổ. Thị trấn Châu Ổ, nếu mà khách tham quan muốn tìm đến cái khu nghiên sưu tầm của anh Lâm Vũ Sền, ghé qua gốm Mỹ Thiện Châu Ổ, lò gốm Mỹ Thiện Châu Ổ rồi à, lò gốm Mỹ Thiện Châu Ổ thì dân địa phương thì biết Mỹ Thiện ha. Dạ, Mỹ Thiện nè. Rồi cảm ơn anh Lâm Vũ Sền và chúng ta tạm biệt. Và có dịp mình sẽ gặp lại và sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết hơn. Hôm nay thì mình đi hơi cũng như cỡ người xem hoa, cho nên là